Kinh nghiệm xây nhà cấp 4 đúng nhu cầu và tiết kiệm chi phí rất cần thiết cho bạn. Để xây được một ngôi nhà, đòi hỏi gia chủ cũng như các thành viên phải dành ra không ít tâm sức và tiền bạc vào nó. Vì vậy, trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, nhiều người đã chọn xây cho mình một ngôi nhà cấp 4 để ở, hay đơn giản vì chán với cảnh leo lên leo xuống khi sống trong những ngôi nhà cao tầng. Hiểu được nhu cầu đó, LK xin được chia sẻ một vài kinh nghiệm xây nhà cấp 4, đáp ứng đúng nhu cầu với chi phí hợp lý để gia chủ cùng tham khảo nhé. Đầu tiên, lưu ý về chọn đất xây nhà. Không chỉ riêng nhà cấp 4 mà bất cứ ngôi nhà nào cũng phải lưu ý đến vấn đề này. Khi chọn đất, chúng ta phải biết được rằng ngôi nhà tương lai của mình đang nằm ở trên một khu đất đã bị sàn lấp hay không. Tại sao phải biết điều này? Vì khác với những khu đất thông thường thì những khu đất được sàn lấp từ ao, hồ thường không tạo được tâm vững chắc. Việc không nắm được đặc điểm khu đất đó dẫn đến những sự cố đáng tiếc sau này như tình trạng sụt lún, nghiêng vì công đoạn gia công móng không được chú trọng. Thứ hai, đất phải có cơ sở pháp lý rõ ràng, nhất là những khu nông thôn hay xảy ra chuyện tranh chấp, lấn chiếm đất đai lại càng phải lưu ý. Miếng đất mà bạn có ý định mua phải có cơ sở pháp lý và sổ đỏ rõ ràng, tránh tình trạng tranh chấp sau này. Thứ ba, miếng đất xây nhà cấp 4 hay nhà cao tầng thì cũng nên lưu ý đến phong thủy, hướng nhà có hợp với mệnh gia chủ hay không. Và cuối cùng, một điều quan trọng không kém khi chọn đất xây nhà là phần đất của bạn phải tiện cho việc đi lại, sinh hoạt như đi học, đi làm của bạn và các thành viên trong gia đình. Lưu ý tiếp theo về dự trù kinh phí và chi phí phát sinh. Nhiều người chủ quan nghĩ rằng chỉ xây nhà cao tầng rộng lớn thì mới cần lập dự trù kinh phí, còn xây nhà cấp 4 thì không hết quá nhiều tiền nên việc đó không cần thiết. Tuy nhiên, dù chưa có kinh nghiệm hay đã có kinh nghiệm xây nhà cấp 4 thì cũng nên lập bảng dự trù kinh phí để ta có thể chủ động hơn ở trong công việc. Khác với xây nhà cao tầng, xây nhà cấp 4 có xu hướng gần gũi với thiên nhiên nên tùy thuộc vào một vài kiểu nhà, chúng ta có thể tận dụng được những nguyên liệu sẵn có ở ngay địa phương nơi ta sinh sống. Đó có thể là gỗ hay một vài nguyên liệu có thể dùng làm trang trí như là tre, nứa, giúp tiết kiệm chi phí cho công trình. Không gian của nhà cấp 4 thường không quá lớn nên việc trang trí không cần quá cầu kỳ, chỉ cần tạo điểm nhấn ở một vài khu vực như phòng khách hay bức tường tránh tình trạng rối mắt. Để tiết kiệm chi phí hơn thì những vật dụng không nên quá đắt tiền và gây lãng phí. Chi phí xây dựng công trình còn phụ thuộc vào việc lựa chọn kiến trúc ngôi nhà của bạn. Việc lựa chọn kiến trúc cổ điển, tân cổ điển hay hiện đại cũng sẽ quyết định đến chi phí của ngôi nhà. Lưu ý tiếp theo, chọn thiết kế nhà cấp 4 phù hợp. Chỉ cần một thao tác tìm kiếm trên Internet, chúng ta có thể tham khảo được rất nhiều mẫu nhà cấp 4 đẹp với những thiết kế khác nhau. Vì thế, việc tham khảo này sẽ cho bạn thêm rất nhiều ý tưởng cho ngôi nhà cấp 4 của mình. Ngoài ra, gia chủ cần căn cứ vào hình dáng của khu đất, cũng như sở thích của bản thân và các thành viên ở trong gia đình để chọn ra một mẫu thiết kế phù hợp. Bạn cũng có thể tìm đến những công ty thiết kế uy tín để nhận được những tư vấn chuyên môn cho dự định xây nhà của mình. Tiếp theo sẽ là một số lưu ý về kỹ thuật khi xây nhà cấp 4. Kinh nghiệm xây nhà cấp 4 hay bất kỳ một công trình nào, nền móng cần được chú trọng làm vững chắc ngay từ đầu. Về kỹ thuật, móng được chia làm hai loại là móng nông cạn và móng sâu. Tùy vào phần đất đặt của ngôi nhà và kiến trúc nhà mà ta lựa chọn xây móng cho phù hợp. Móng nông là loại móng mà phần đáy móng cách nền dưới 3 mét. Với loại móng này thì có ưu điểm là kết cấu đơn giản, thi công không phức tạp lại chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên do móng có chiều sâu thấp nên độ ổn định của móng cũng thấp hơn, chỉ chịu được tải trọng nhỏ, phù hợp với những ngôi nhà có diện tích nhỏ. Móng sâu là những loại móng hay được sử dụng cho phần đất yếu, là những khu đất gần ao, hồ hay được đã săn lấp từ ao, hồ. Những khu đất này có đặc điểm là nhiều bùn, nhiều phù sa nên việc gia công móng phải thật chắc thì mới chịu được tải trọng lớn của căn nhà. Tải trọng của căn nhà sẽ được thông qua hệ cột, dầm, tường phân đều xuống các cọc dưới móng. Trường hợp móng sau san lấp ao hồ có lớp bùn yếu dưới 2,5 m, ta cần phải nạo vét bùn sau đó giải đá 4x6 làm lớp đệm và tiếp tục đặt móng như bình thường. Còn trường hợp lớp bùn trên 2,5 m, ta cần gia cố móng từ tràm, tre, mật độ 25 cây trên 1 m² để có thể đổ lớp bê tông, đá và đặt thép đổ móng như bình thường. Để có được một ngôi nhà thành hình hài đã là một vấn đề hóc búa, nhưng để có một vẻ ngoài hiện đại, vững chắc, đáp ứng đầy đủ công năng sẽ còn là một vấn đề khó hơn. Hy vọng với những kinh nghiệm xây nhà cấp 4 mà mình chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các chủ nhân tương lai sở hữu một ngôi nhà ưng ý và tiết kiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Follow kênh để biết thêm nhiều kiến thức hay.